Cô chú anh chị, thật sự là lâu lắm rồi Mai cũng không cập nhật tình hình bà nội cho mọi người. Nhưng mà vì Mai cũng không có muốn mang lên những cái drama hay những cái này kia nữa, thì Mai cập nhật cái tình hình bà nội. Mai cũng rất là ngại quay video về bà nội hay như thế nào đó. Với lại người ta không cho quay và ít có nói về. Tại vì Mai thấy có những lần mà video về bà nội lên á, thì nhận được rất là nhiều cái ý kiến, Mai rất là mệt mỏi. Thì chào cả nhà, bữa sáng bên Mai là nhìn thấy nguyên một gia đình hua tới đây trước cửa nhà Mai luôn, cô chú chị thấy không? U là trời. How funny is that? 10 o'clock in the morning. Đó. Cả nhà nha, ngang nhiên đi qua, hai vợ chồng một đứa con. You can see better up here, honey. Rồi, tạm biệt em. Còn ba mẹ sao không đi nữa? Alright, go with the family now. Đi qua nhà hàng xóm Mai rồi, bye bye. Is it cute? Để chờ sáng sớm ra là thấy mấy em Hu là đi bộ vòng vòng dưới nhà Mai rồi. Đây cô chú anh chị, cả gia đình Mai đã thức dậy rồi. Mình đã chuẩn bị quần áo thay đồ hết rồi cả nhà ơi. Hai bạn nhỏ này thì làm cái công việc của hai bạn đó, đó chính là đi dọn chén. Unload the dishwasher. Đưa đây cho mẹ, cái đó là để vào trong cái tiệc ha, ok. Đó, mỗi bạn một việc, bạn này thì lấy ra, bạn kia thì để lên. Đây, bữa sáng của hai đứa nói nè cô chú anh chị. Ok, ăn đi. Cả nhà, bây giờ hai vợ chồng Mai sẽ rủ nhau đi ăn sáng. Hai đứa nhỏ nó không chịu đi thì chắc là chút xíu mình sẽ mua đồ về cho tụi nó ăn thôi. Trời mưa cô chú anh chị ơi. Thôi, hôm nay là một ngày ẩm ướt và mưa gió. I would love the bubble tea later, honey. Đây cô chú anh chị, ở đối diện Mai có một cái chỗ coi bói nè, mọi người thấy không? Đó, thấy không? Fortune teller. Yeah, what do you think? You think it's real? Yes, you can come there and ask them. Tarot cards, pay somebody else instead of paying her. I bet it's a lot more. Ở bên Mỹ cũng có coi bói nữa nha. They have the license for that, right? No. No license. Do they have the business, something like that? No, it's a scam. Do they pay tax? Probably, who knows? I don't know. I don't know. Yeah. I don't really know. Mày hỏi ông xã Mai họ có cái license là có cái chứng chỉ hành nghề không? Có đóng thuế không? Mày không biết nữa. It's not real. I don't know. You think they can really see the future? I don't trust them. I don't trust them. I think you are going to hit a puddle in the next 10 minutes when you drive out of here. You are going to eat dinner tonight. I see you eating food. Ông nói chứ. Sometime in the next week you will eat in a restaurant. Ông nói em tin hả? Người ta sẽ nói là 10 phút nữa là em sẽ đi qua cái vùng nước. You're going to the bathroom in a week. Tối nay em sẽ đi ăn tối và cái mà em ăn đó là đồ ăn. Và em sẽ phải đi vệ sinh. Stupid. Ông nói khùng. Ông nói ngớ ngẩn, nói giỡn, ông nói ngớ ngẩn. Cô chú anh chị ơi, bây giờ là mình 7 minutes. Mình sẽ đi ăn thử một cái nhà hàng mới Việt Nam ha. Mới chưa ăn bao giờ hết, Melody Việt Nam. Tên cũng hay, rất là hay. Thì Mai thấy trên đó cũng bán nhiều món chắc là ngon, Mai cũng muốn ăn thử vòng vòng vậy đó. Tại vì hôm nay thì đáng lẽ Mai cũng không nói với mọi người, có hay hỏi. Mai cũng nói hôm nay thì vợ chồng Mai đi thăm bà nội, nhưng mà sẽ đi ăn trước rồi mới đi vào thăm bà nội ha, đi ăn sáng. Mai cũng không có quay đâu cả nhà, tại vì người ta không có cho quay mà. Thôi thì Mai cũng nhắc vậy thôi, chứ Mai lần tới Mai cũng không có nói nữa. Mời cả nhà đi ăn sáng chung với vợ chồng Mai ở một cái nhà hàng Việt Nam mới, thử coi cái nhà hàng Việt Nam này có khác gì so với những nhà hàng Việt Nam ở gần khu Mai ở hay không ha. Cái chỗ này của chú chị là Mai chưa đi tới bao giờ ha, cái thị trấn này cũng chưa đi luôn. Đây cô chú chị, đây là cái thao nhỏ nhỏ, là cái thị trấn nhỏ nhỏ ha, Ambler, ở gần nhà Mai. Không gần đâu, không gần nha. Nhìn dễ thương á cả nhà ha. Nhìn cũng nhỏ nhỏ dễ thương. How far from here to the house? 20 minutes. 20 minutes. 25. Khoảng 30 phút cả nhà, 25-30 phút mới coi trên bản đồ thì thấy nói vậy á. It's cute town, right? Maybe. Why you? We're looking for numbers. See a Melody. You're straight past this light. Okay. À, thì ra là cái nhà hàng phở này nằm ngay dọc theo cái thị trấn này luôn. Mark. Này tới nè cả nhà. Đây là nhà hàng Melody. In the rain, the streets. Mình đi mới tìm thấy cái nhà hàng rồi, nhưng mà đi một vòng để tìm chỗ đậu xe, tại vì mấy cái nhà hàng ở ngay thị trấn này thì đậu xe dọc đường nó hơi khó ha. Đó, đối diện là cái nhà thờ đó. Lại quay lại một lần nữa nè, nhưng mà vẫn chưa tìm được chỗ, nhưng mà thấy các bạn cũng dễ thương lắm cả nhà. Mình nghĩ nhà hàng này khá là dễ thương nha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Không có chỗ đậu xe luôn. Oof. This is not good. Thế mấy nhà này cổ không cả nhà? I can tell you this food better be good. Mấy nhà đó người ta xây lại chứ. Ông chồng mấy ông cứ nói chứ chắc đồ ăn đây phải là ngon lắm nha. Nó something. Wow, mưa cả nhà ơi. Đi ăn nhà hàng Việt Nam mà xiên dễ sợ không? Mưa vậy mà đậu xe xa để đi tới nha. Đi ăn thử coi không biết có ngon hay không. Hy vọng là sẽ ngon. Cô chú chị thấy cái mấy nhà hàng ăn sáng dễ thương không? Người ta ngồi kế bên cái cửa kiến ha. Trời ơi, mình phải đi bộ tới kia lận, tới 2 cái block đường lận nha cả nhà. À. Wow, mưa. Kia đây họ có chỗ đậu xe đây hay sao nè. Trời ơi, mới băng qua đường mà sợ quá, xe đây họ chạy cũng âm âm á. Hơi xe này thậm chí còn treo vòng Giáng sinh. What? Look at the what? The ring behind the yeah, the wreath. The wreath. Thị trấn này nhỏ nhỏ mà xinh xinh quá cô chú anh chị. Chắc là bữa tối good. Vui lắm. Same one that we saw. Sushihatsu. I know it's next door to the other place. Uh-huh. The Thai grill house. Do they open? Wow. Hello. Two people please. Cũng dễ thương cả nhà ha. Uh-huh. Away from the door. Yes, please. Where? Here? Right here. Okay. Thanks. Which one? What table you want? I guess here. Cả nhà thấy nhà hàng này dễ thương không? Cũng khá là dễ thương ha. Mới thấy trang trí giống như một cái quán bar vậy đó. Cả sau lưng mày nè. Đây cô chú anh chị, cái dĩa này nhìn thấy nhớ Việt Nam không? Trời, cái dĩa này là hồi xưa nhà mày cũng có cái giống vậy nè. Yeah, good. Đây mày có trà nóng cô chú anh chị hả? Trà này trà lài của Mai nha. Oh my god, this is the way we make coffee in Vietnam. Cà phê pha phin luôn nha cả nhà. Yeah, I need some cream. Is that cream on the bottom? Yeah, in the bottom. This is a sweetener too, okay? Yeah, this is all condensed milk. Oh yeah, okay. Yeah, it's enough. Condensed milk's good. We're good. Let's order. Đây là nhà hàng mới mở lại của chú anh chị, sau mấy tháng, mới mở lại 3 tháng thôi. Mai order hơi nhiều để ăn thử coi sao ha. Nếu mà không ăn hết thì mang về. Mai order bánh xèo nè, order bò đúc lắc nè, order cua lột chiên nè, rồi order chả giò, order phở nè, rồi order cơm ăn cái gì gà kho sả mang về, rồi order cơm chiên thơm mang về cho con của Mai ha, nhưng mà có thêm gà nữa. Mai, cái bạn này nhờ nhân viên phục vụ thì bạn là người Mỹ nên bạn không biết, cái bạn nhờ cái bạn đầu bếp ra để hỏi thử cây món ăn ở đây là cái nào ngon thì bạn ra bạn cũng dễ thương nhiệt tình lắm, bạn ra bạn hỗ trợ mình order đồ ăn bằng tiếng Việt ha. Thật ra thì tiếng Anh cũng biết nhưng mà mình nhìn á mình không có biết rõ, nói chung là mình order bằng tiếng Việt thì mình vẫn sẽ thích hơn ha. Đó, đồ ăn này của chính chị đây giống như là cái quán bar, quán nhậu chủ yếu hơn là ăn không ha. Ông xã Mai order cái gì cà phê Việt Nam mà pha phin này của chú chị thấy không, Mai thì Mai lấy ra liền tại vì Mai biết là này rất là đậm, nếu mà không có lấy ra liền đó là chút là uống không có nổi đâu ha cô chú chị ha. Nguyên cái nhà hàng này hôm nay chỉ có hai vợ chồng Mai thôi nên Mai sẽ đổ là mình bao nguyên cái nhà hàng. Mai biết là cà phê của mình rất là đặc sắc của chính chị nên là Mai nói với bạn á, Mai bỏ ít cà phê thôi, xong Mai nói với bạn là cho Mai xin một miếng sữa ha, rồi một cái ly đá không, tính tiền cho Mai đi cũng được nhưng mà mình bỏ cà phê thì mình uống á, Mai sẽ làm cà phê đá Việt Nam của mình ha của chính chị. Mày cả nhà nhỏ này nó phiền dễ sợ luôn, Mai nói xin lỗi mày nha, tao biết là tao phiền lắm nhưng mày cứ tính tiền cho tao đi, tao rất là ngại. Hả? Coi chứ anh chị, đây Mai có cà phê sữa đá của Mai rồi đây, ngon quá, mời cả nhà uống nha, có trà nóng nữa nè, tuyệt vời. Giờ nhà hàng Việt Nam á tự nhiên thấy vui hẳn, tự nhiên thấy tinh thần tươi tắn hẳn, sáng giờ quạo quọ với chồng dễ sợ luôn, ông nói ừ em in the mood, good mood hả, em đang vui dữ nó vui, vui lắm. Đây của chính chị đồ ăn tới rồi, mình sẽ yeah thank you. You don't need it, it cannot eat. Thank you. Why? Huh? Why can't you eat it? Huh? What? What do you say? Never mind, honey. I think it's okay to get it. Put it in. I say the candle cannot eat. I don't care. Candle. Right. Okay. Mời cả nhà ăn chả giò chung với vợ chồng Mai nha. Mấy cái đồ trang trí với lại mấy cái nến nó không ăn được nên Mai dọn hết rồi, Mai giờ chỉ còn để đồ ăn được trên bàn thôi cả nhà. Mời cả nhà nha. À, 1 phút 30 giây sạch sẽ dĩa chả giò của chú anh chị. Hai vợ chồng này ăn tàn sát thiệt luôn á. Ok, đây là bánh xèo cả nhà ha, bánh xèo đã tới rồi à. Ôi hai cái bánh xèo này là bánh xèo kiểu miền Trung nha, nhỏ xíu xíu à. Ngon cả nhà. You take one, yes. Giòn rau ráo. Dip with the fish sauce. Thanks. Đây là cua lột chiên nè cả nhà. Ngon không? Ông xã Mai thì xin thêm nước mắm nữa chứ. Is it good honey? Okay. Yeah. Mai hỏi ổng là ngon không, ổng khen ngon. Đây cả nhà bánh xèo hết rồi, xong rồi. Đây là chicken beef. À, cái đây là bò lúc lắc này cả nhà. Rồi. Yes, good, thank you. I'm good, I have a coffee. Cô chú anh chị, cái thịt bò ở đây rất là mềm luôn ha. Nói chung là chất lượng của thịt bò khi mà họ làm cái chicken beef này là cái bò lúc lắc á, rất là ngon. Và bây giờ Mai gọi là một tô phở nha, phở quên phở nha. Đây, một tô phở mà mình có hai cái chén, để chia chút xíu nữa mình sẽ chia nhau ra mình ăn cả nhà. Thank you nha, nói đâu như vậy. Thank you so much. Yeah, thank you. Đây phở cả nhà, mời cả nhà ăn phở nha. Giờ phải ăn phở thôi cho nó nóng. It's honey. Good. Đây mời cả nhà ăn phở nha. Mỗi người một tô nhỏ nhỏ. A few moments later. Xong cả nhà đi về thôi. Cô chú anh chị, cái nhà hàng này thật sự là rất được cái là đồ ăn người ta làm á, nó không có mặn ha, không hề mặn đó, và nó không có ngọt nhiều, giống như là cái Mai nghĩ là cái khẩu vị của bạn đầu bếp này thiên về miền Trung hoặc là miền Bắc hơn, không có để đường này nọ đó cô chú anh chị. Mà chất lượng thịt bò thì rất là ngon ha, cái món mà chicken beef thịt bò nó mềm, rồi cái món phở filet mignon mà Mai order đó bò nó mềm mà nó không có hôi, ngon lắm cả nhà, rất là ngon ha. Ông xã Mai còn phải khen là bò ở đây ngon, mặc dù là cái giá cả thì nó hơi đắt hơn những nhà hàng Việt Nam bình thường khác một chút xíu. Hôm nay Mai ăn với lại Mai order 2 phần đi về, đó là tổng cộng là khoảng 160 đồng. Thì ông xã mai bo 40 đồng nữa là 200 đồng, 200 đô tất cả ngày hôm nay ha cả nhà. Đó. Nói chung là cái nhà hàng này thì hai bạn trẻ làm chủ cũng rất là dễ thương ha, mà cũng mới mở được khoảng có 3 tháng thôi. Đó, trời mưa mà chịu khó vậy đó cô chú anh chị. Đi ăn là phải chịu khó ha, mà như vô tình á, nhờ chịu khó vậy mà mình phát hiện ra một cái nhà hàng mới ha. Chất lượng ổn, ok. Hả? No, it's okay. Do you like the restaurant? Burp. Burp. Hỏi anh có thích nhà hàng không? Burp, có nghĩa là rất thích. I never heard a restaurant ask for cash before. That's a little weird. Nhà hàng này là của hai bạn trẻ của chính chị. Bạn này thì ở Sài Gòn, ở quận 5 á, khoảng 30 mấy tuổi thôi, Mai nghĩ là cũng mới khởi nghiệp á. Thì hồi nãy ra hỏi là nếu mà mình trả bằng tiền mặt thì được giảm 5%, nhưng mà ông xã Mai thì cũng trả tiền mặt mà nó hơi khỏi có giảm giá. Tại vì mình nói là mình thích cái nhà hàng này nên mình muốn là ủng hộ cho bạn đó và muốn cho cái nhà hàng này stay on business, nghĩa là mở cửa không có bị ảnh hưởng, không phải đóng cửa, không bị khó khăn á cô chú anh chị. Nói chung là má thấy là nhà hàng này thì được cái nếu mà cô chú anh chị nào ở gần đây á, ở gần Fort Washington thì mọi người Fort Washington, Pennsylvania nha cô chú anh chị. Ở gần mấy cái dealer thôi, Mercedes dealer, BMW này nọ đó, thì mọi người có thể qua đây ăn thử. Ambler, đây là thị trấn Ambler ha. Mai thì Mai có để cái địa chỉ trên màn hình nếu mà cô chú anh chị nào muốn ghé ủng hộ ăn thử. Mai khá thích cái món phở flamingo ở đây, tại vì cái chất lượng thịt bò rất là ngon, rất là mềm luôn. Và cái món mà bò lúc lắc á, thật sự ra thì Mai thấy nó không có giống bò lúc lắc lắm, cái vị nó hơi khác, nhưng mà cũng ngon lắm cô chú anh chị. Cô chú anh chị, thật sự là lâu lắm rồi Mai cũng không cập nhật tình hình bà nội cho mọi người, nhưng mà vì Mai cũng không có muốn mang lên những cái drama hay những cái này kia nữa, và cái quan trọng nhất là người ta không có cho mình quay. Thì hôm nay sau khi mà Mai đi thăm bà nội xong á, thì lâu lắm rồi, tại vì mọi người hỏi Mai nhiều nên Mai cũng sẽ chia sẻ với mọi người một số thông tin. Đó là bà nội á, khi Mai vô thăm bà nội Mai thấy rất là vui cô chú anh chị. Bởi vì ha, bà nội hiện tại bây giờ là đã lên ký nha cả nhà. Hồi xưa lúc mà bà nội ở với vợ chồng Mai thì bà nội xuống ký rất là nhiều, bởi vì bà nội không có chịu ăn cái gì hết và cứ ăn toàn là những cái sô-cô-la, những cái cookie, những cái đồ ngọt không à. Mà mình không mua thì mình cảm thấy mình tội lỗi ha. Nhưng mà khi mà vô trong này, ở trong viện dưỡng lão này á, thì người ta chăm sóc á, là người ta không có những cái bánh kẹo đó nhiều cho bà nội ăn. Bà nội bắt buộc phải ăn đồ ăn healthy, nutrition, nghĩa có chất dinh dưỡng đó cả nhà. Thì giờ này mình vào thăm thì mặc dù là bà nội cũng lẫn, bà nội đã lẫn rất là nhiều, không có nhớ nhiều lắm, nhưng mà thật sự ra là bà nội lên ký thì mình nhìn thấy mình rất là vui cô chú anh chị. Thì sẵn tiện mọi người hỏi thì Mai cũng trả lời luôn, mà Mai chia sẻ một chút xíu cái cảm xúc của Mai thôi, chứ không có gì cả nhà ha. Rất là vui, thật sự luôn á. Khi mà nhìn thấy bà nội khỏe mạnh á, mình vui lắm cả nhà, mình vui dữ lắm. Thật sự là cái nơi này mình đã tìm đúng cái nơi cho bà nội. Mặc dù là bà nội có thỉnh thoảng cũng có than là nó buồn, nhưng mà thật sự ra là ở nhà nó còn buồn hơn nữa cô chú anh chị. Ở trong này còn có bạn, có bè, có tivi, có lễ nhà thờ, có nhiều hoạt động, có lớp học, có này kia ha. Và thậm chí là Mai thấy bà nội còn mua đồng hồ mới nữa, tại vì mình có cái tài khoản tiền á, cho mọi người đó, mình cứ nạp tiền vô đó thì bà nội xuống dưới cái cửa hàng ở dưới đó, bà nội thích cái gì thì bà nội cứ mua. Bà nội còn có đồng hồ mới nữa nha, và có hoa mới nè, có hoa nè, rồi có thiệp, có đủ thứ hết á, rất là vui luôn ha. Cô chú anh chị thấy không, kiểu gì thì kiểu chứ ông xã Mai cũng phải ghé mua Dunkin Donuts à. Mưa gió cũng phải ghé vô mua, không mua cái bagel nữa kìa. I got a free coffee. Any purchase. Really? So I bought this bagel for $1.69. I got $2.59 coffee for free. Really? I save money. Ông xã Mai nói là hôm nay là mình mua một cái món đồ ở trong Dunkin Donuts thì mình sẽ được miễn phí cà phê. Giống như bữa hôm Mai mua cái bộ Estee Lauder của chú chị, mua một món thì được mua cái đó 85 đô. Estee Lauder, what are you talking about? Ông xã Mai ổng mua cái bagel 1 đồng mấy á, thì ổng được cái ly cà phê miễn phí 2 đồng mấy. Ghê chưa, làm giàu ha. Vậy là bởi vậy, that's why we get fat. Đó là lý do tại sao mà mình mập á cả nhà. Mưa gió, trời ơi, một ngày buồn tẻ dễ sợ cả nhà. May quá là Mai có mua đồ ăn đem về cho tụi nhỏ đây. Chút xíu nữa là tụi nó có đồ ăn ha. Cô chú anh chị ơi, thì Mai cập nhật cái tình hình bà nội. Mai cũng rất là ngại quay video về bà nội hay như thế nào đó, với lại người ta không cho quay và ít có nói về. Tại vì Mai thấy có những lần mà video về bà nội lên á thì nhận được rất là nhiều cái ý kiến, Mai rất là mệt mỏi. Thì mọi người sẽ hỏi Mai là tại sao mà bà nội than phiền ở trong đó nhưng mà mình vẫn để bà nội ở trong đó. Thực sự ra thì bà nội cũng than, không phải là than nhiều đó. Tại vì hình như Mai vô đây lần này là Mai thấy hình như là mấy người bạn của bà nội á, chắc là đi di chuyển gì đâu hoặc là như thế nào cô chú chị, hoặc là ông xã Mai nói có thể là mất hoặc là như thế đó, mình cũng không biết. Chắc là bà nội ít bạn nên bà nội cũng hơi than một chút xíu. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình vào trong này á, thì mình thấy là bà nội vẫn có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn ở nhà. Mọi người nghĩ, mọi người sẽ nói là tại sao mà gia đình Mai đi chơi nhiều, tại sao không đem bà nội đi, không để bà nội ở nhà vui hơn. Thật sự ra mình nghĩ là vui, nhưng mà những người lớn tuổi họ không có nghĩ là vui nha cô chú anh chị. Bởi vì những khi mà mình đi chơi á, thì mình sẽ hoạt động mình rất là nhiều, mình đi bộ nhiều, rồi mình ngồi trên xe rất là nhiều. Ví dụ như nếu mà đi du lịch chung với gia đình Mai thì chắc chắn là bà nội sẽ đi không có nổi ha. Và mình nếu mà nói thật ra thì bà nội cũng sẽ không thấy vui, bởi vì cái sức già, người già người ta cũng yếu rồi cả nhà, người ta không có đủ sức khỏe để người ta đi như vậy. Mà nếu mà ở khách sạn không thì chắc chắn là cũng không có được rồi ha. Mình đi chơi thì mình phải đi vòng vòng. Mà cái nữa đó là hình như là bây giờ người lớn tuổi, Mai nói thật nha, cái này Mai chia sẻ thật luôn, là người ta giống như người ta bị cái vấn đề về việc kiểm soát tiêu hóa đó, là nhiều khi người ta đi vệ sinh trong quần không có kiểm soát được ha. Nên cái việc mà đi chơi xa cũng rất là khó. Mà đi chơi thì không được nha, ở nhà thì cũng không vui nữa cô chú anh chị. Ở nhà thì không có bạn ha, ở trong này thì còn có bạn, ở nhà thì không có nhà thờ để đi lễ. Gia đình Mai thì ông xã Mai thì không có quá sùng đạo, không có đi nhà thờ bao giờ luôn cô chú anh chị, Mai không thấy luôn ha. Thì cũng không có đi nhà thờ. Nếu mà chở bà nội đi một mình thì bà nội cũng không muốn đi. Lại có những lần Mai nói Mai chở bà nội đi, rồi Mai đi về, xong rồi khi nào hết thì Mai tới Mai đón, nhưng bà nội cũng không muốn đi. Thì rồi không có bạn. Rồi ăn uống ở nhà cũng vậy nữa cô chú chị, ăn uống thì lúc nào cũng đòi mua cái này mua cái kia. Mà nếu mà mẹ mình ở nhà mà mình không mua cho mẹ ăn thì mình cũng thấy áy náy, mình cũng thấy không có được. Mà khi mà mình mua như vậy thì lại không tốt cho sức khỏe của mẹ ha cô chú chị. Do đó thì Mai cảm thấy là những người lớn tuổi á, mà họ ở trong viện dưỡng lão đó là một cái lựa chọn, nhưng mà phải chất lượng một chút xíu cả nha ha. Đó là một cái lựa chọn rất là tốt, tại vì họ vừa được chăm sóc sức khỏe nè, vừa được chăm sóc về mặt tinh thần nữa. Mà đặc biệt là mẹ chồng Mai thì lẫn khá là nhiều ha, không, nói chung là lẫn nhiều lắm rồi. Người lớn tuổi mà cô chú chị ha, cái sức khỏe thì nó đi xuống rất là nhanh, mỗi ngày mỗi khác chứ không phải là mỗi năm mỗi tháng nữa. Đó thì Mai chia sẻ như vậy thì mong mọi người hiểu. Cũng đừng có nói này nói kia, rồi nói cho mình rất là nhức đầu. Thì vợ chồng Mai cũng rất là thương mẹ, cũng muốn những cái điều gì tốt nhất cho mẹ, chứ không phải là không ai cũng thương ba mẹ của mình hết. Nên là mỗi người tùy cái hoàn cảnh của mỗi gia đình và mỗi người mà mình sẽ lựa chọn những cái khác nhau. Đừng có phán xét, vội phán xét ai nếu mà chưa có ở trong hoàn cảnh của họ, hay là chưa có biết rõ thực hư cả nhà ha. Mai chỉ nói sơ sơ để giống như là trải lòng tâm sự thôi. Nếu mà ai hiểu thì hiểu, hiểu giúp Mai thì Mai cảm ơn. Còn nếu không hiểu thì mọi người có thể coi cái khác hoặc là gì đó. Chứ nếu mà cứ mà để những cái bình luận tiêu cực á, nói này nói kia là Mai chắc là Mai sẽ xóa hoặc là Mai sẽ block đi. Bởi vì sự ra thì cái sức chịu đựng của mình nó cũng có hạn ha. Nhiều khi nó mà nhiều bình luận tiêu cực thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của Mai, nó làm cho Mai phải suy nghĩ rất là nhiều, Mai cũng mệt mỏi. Và chính chị nếu mà có gì thì thông cảm cho Mai nha. Ok, thì bây giờ Mai sẽ về mang đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đây cả nhà. Rất là vui luôn khi mà thấy bà nội khỏe mạnh, rất là vui. Cô chú chị, trên đường về mà Mai thấy cái nông trại bắp cũ mà bây giờ toàn là dịch trời không cả nhà, thấy không? Trời ơi, dạ mấy em này mà ị đầy ra là đúng là cái này giống như là phân bón cho mùa vụ năm tới vậy đó. Đó, cô chú chị thấy dịch trời không? Dịch trời bên Mai nhiều lắm. Ở bên này người ta không có bán dịch trời, không có bán động vật hoang dã nữa, thành ra là thấy rất là nhiều. Buổi sáng thì cô chú chị thấy hươu đây là cũng có trời nè. Buổi sáng thì mọi người thấy hươu đi bộ trong sân nhà Mai, còn bây giờ thấy dịch trời đầy đường ha. Nhiều khi con dịch trời á cô chú chị nó băng qua đường vậy nè, quét 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 quét. Đi từ từ vậy đó. Mà nguyên một đám xe là dừng lại đợi cho nó đi ngang nha cô chú chị. Một đàn dịch mẹ dịch con gì quét 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 đi qua đường. You remember? We're gonna be late. Yes. Mình đi đón con trễ mà mình nhìn thấy cái đàn dịch nó đi mình thấy mất mệt luôn. Mà nguyên một đám xe hai bên đầu là dừng lại hết nha, cho nó đi qua hết rồi mình mới đi. Bên này người ta rất là yêu thương động vật. Tới nhà rồi cả nhà ơi. Ổng kẹo Mai, nói là Mai bị có vấn đề, không có thể tự đứng tự ra khỏi được cửa. Ngân muội. Hey girls, come on down. Hey guys, you hungry? Con đói bụng chưa? Ăn cơm chiên không? Cơm chiên không? Rồi Ngân nó ăn cơm chiên, còn xíu muội thì chưa ăn cô chú anh chị. Đây cơm chiên đây nè Ngân. Đây là cơm chiên từ nhà hàng Việt Nam đó. Dạ, còn đây là cái gà với lại sả nè cô chú anh chị. Đó, ồ cái này cũng hơi ngộ ha. Chiều cho tụi nó ăn cơm này cũng được á, gà với sả. Rồi, Ngân mới ăn cơm chiên rồi đó. Nói chung là nhà Mai đi ăn uống đơn giản lắm, nhiều khi đi ăn bên ngoài rồi order một miếng về cho tụi nó, order một món gì đó là được rồi cả nhà ha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã cùng với Mai đi một vòng ngày hôm nay, nghe Mai cập nhật tình hình của bà nội ha. Mai cảm ơn các cô chú anh chị, hy vọng là cả nhà yêu thích video này. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.